vừa tạo ấn tượng trước các nhà đương kim vô địch U23 Hàn Quốc ở vòng bảng. Các cầu thủ U23 Việt Nam sẽ lại gồng sức trước thử thách khác khi sẽ gặp đương kim áo quân Ả Rập Xê Út ở vòng tứ kết. So với Hàn Quốc, đội bóng đến từ Tây Á trở ràng làm mạnh mẽ, có lối chơi chắc chắn hơn rất nhiều. Trong trận đấu này, Ả Rập Xê Út sẽ vắng hai trụ cột do thế phạt là sau Andrew Hamid và Ibrahim Manasi. Nhưng đội bóng này sẽ chào đón sự xuất hiện của Burakhan, tiền đạo cao 182 m và đang là chân sút hàng đầu của họ chân súc trên vốn vắng mặt ở vòng bảng do cùng đội tuyển quốc gia nước này tham dự hai trận giao hữu quốc tế mới đây nhìn chung ả rập xê út có nhiều điểm trội hơn thầy trò huấn luyện viên gong Okiun trong cuộc so tài ở vòng tứ kết qua sự đồng đều về con người và chặt chẽ ở lối chơi công thủ toàn diện về phía đội Việt Nam trở thành không sai khi chúng ta bị giới chuyên môn đánh giá thấp nhất trong số 8 đội vào vòng đấu loại trực tiếp này. Nhất là trước đối thủ vốn có gần nửa đội hình đang khoác áo đội tuyển quốc gia ở Trập út. Đối phương mạnh là điều quá trở thành liệu chúng ta có cơ hội gây bất ngờ. Huấn luyện viên Bắc Hương seo từng gây bất ngờ cho các đối thủ, nhất là các đội đến từ Tây Á bằng lối chơi phòng ngự phản công như ở vòng chung kết U23 ở Thường Châu năm 2018. Một năm sau, bộ khung ấy cũng gây sóng gió bằng lối đá tương tự. Lần này hẳn ai ai cũng hy vọng ông Gông sẽ tiếp bước điều thần kỳ ấy. Đêm nay, chúng ta sẽ trông cậy sự an toàn của cặp thanh bình Việt Anh trước khung thành của Văn Chuẩn, sự bùng nổ của những hồng súng từ xa như Tuấn Tài, Mạnh Dũng, Hai Long trong các tình huống phản công. Cửa thắng của Việt Nam trong 90 phút không cao lắm. Tuy nhiên, tinh thần thi đấu, thể lực sung mãn và nếu có thêm một chút may mắn thì hy vọng điều diệu kỳ sẽ đến.